Phật cơ bún cầu đâu phải nói nữa, cắt cỏ mà cái lúc mà nước nước nữa, tôi nói chú nó, chú còn không dám lội ra sâu á. Sao vậy chú hai? À, chú tính thì tôi chốt cái trong cái đầu con chảng mà năm đó tôi nói chú đó là cái đường kinh ngôi vậy mình đi vô đó là tôi chốt nửa đoạn trong đồng trong đó nữa, mà bằng đêm là ngoài này nó đốt dội rồi đó, nó sáng như răng đều điện vậy đó. Rồi vậy luôn hả chú? Nó đốt dội mà chạy ngờ nó tội nó la trên này rồi một cái nó vô tới trong kinh giống còn á cái chô á ớt bằng đêm rồi là nói gì thôi nhái ớt bằng đêm gì năm đó tôi còn chăn câu nữa nè. Tôi mới kêu ngút tôi mới lên trước gần nhà thấy không có đem cơm. Rồi tôi nói thôi chiều mày có đi thôi mà đem cơm lên. Bắt đầu là nhỏ lên tới ngay chân cái dòng mà tôi nói chú cái dòng đó. Nó kêu liền. Nó kêu cũng như cái dạng mà tôi kêu nó hàng con tôi vậy đó. Hồi này nó lạ nó nói gì này chắc ma kêu rồi. Chứ không phải ông già mình. Đó thì nó mới chống qua đây nó gặp được tôi nó mới nói tình trạng nãy gì đó. Nó nói vậy là mày gặp nó kêu mày là phải nãy mày lên tiếng mày. Hôm nay sao? Dạ con chào chú hai. Thì hôm nay trở lại một cái video mới về chú hai, thì chú hai sẽ kể những cái câu chuyện tâm linh gùng gợn ở chính mảnh đất này. Và chính nơi này là ngày xưa là một cái cánh đồng chết ở Lạc Quế, Ba Chúc, Chi Tôn, An Giang, là một nơi giống như một cái vết tích của Pol Pot đã tràn qua cái biên giới Việt Nam của mình, đã tàn sát bà con đồng bào ở đây. Và con hôm nay con nhờ chú hai kể lại những câu chuyện ngày xưa ở cái gò đất ở sau lưng mình và những cái chuyện xung quanh ở đây đó chú hai. Lúc mà chú còn đi đồng á, rồi cái vùng mà nào mà chỗ nào mà có cá có tôm rồi đó, chỗ đó ma quỷ lắm. Cái bữa đầu cái ông bạn của chú rồi đi có mình lên à, ha. Rồi cái ổng mấy thúc đi nó nhảy lên trên thùng ổng ngồi nó quất dạo đầu rồi quất hết trơn ăn mình không còn đầu không á đó. Rồi ổng nói thôi giác này mày ăn rồi giác sau để tao về đi chợ đi búa rồi nữa, rồi nó không chịu quất luôn đó. Bắt đầu cái ông tức bắt đầu mới lấy cái vợt chút tôm bắt đầu chụp dính ổng nó mới dãy vụa bắt đầu cái kèm chuồng đồ đạc mất hết trơn. Bắt đầu qua bữa sau ổng vũ chú rồi kia với mấy ông kia ba bốn ông đi vô nó trên cái gáo đưa con ngồi ơi cho nó. Bắt đầu nó nói thôi ngủ đi con để mẹ xuống kiếm cơm con ăn đó. Bắt đầu cái mắt xuống nói về xuống đây ăn. Bắt đầu xuống bắt đầu đè đập cho một trận trời bà qua lá nó la làng la xóm một khúc vắng nữa, thành ra sợ quá sợ rồi thôi không ấy mà bữa nó mới buông nó ra là cứu trời làng xóm cứu tôi. Đó, thấy gì bắt đầu cái thôi buông nó ra là bắt đầu cái từ đó sao bắt đầu hả? Con ma nó kêu cúng hả? Con quỷ á. Con quỷ. Thuộc quỷ mà nó đưa con đi gáo. Đó bắt đầu cái đè đập nó một trận nó la quá trời la đầu khúc gắn mà quảng hồn bắt đầu mới buông ra mới không quánh nữa. Đó bắt đầu từ đó sao đầu vô cái cánh đầu là mần cá mần tôm thoải mái luôn, nó không có dám vớ nữa. Chúng thôi là ma mà dám quýnh ma luôn không hay? Trời ơi, đè quýnh luôn, nó la làng trời trời như mình vậy đó. Đã nó là quỷ thuộc quỷ chứ không phải mà. Quỷ sao chứ quánh được. Thôi không, không trời. Bạn ơi. Ờ, ngồi đó là gan lắm chứ đâu có nhát đâu. Vậy vậy lúc đó chú hai quýnh luôn hả? Ờ, chúng nhau có bị... Có bộ phép gì không mà sao? Không, bị bữa đầu vô rồi có mình anh cô kia ông bạn vô rồi thì ra. Làm dính nó vậy nó dãy vụ chìm xuồng bữa sau, tức mới vũ vô ba bốn xuồng rồi nó ăn quen, nó đưa con trên cái gáo, nói thôi con ngủ để mẹ xuống kiếm tôm con. Bắt đầu xuống bắt đầu là đè bắt đập một trận la quá trời la rồi. Lúc đó là mấy người dí chú hai? Ba bốn xuồng vô, bữa đó ba bốn xuồng vô dí đập là một trận. Còn mấy người mà dí quýnh con dằn tinh đó? Ba bốn người đó, vô bữa đó ba bốn xuồng á, đè đập con quỷ tơi bời luôn. Mình quánh sao chúng nó? Thì nữa người cũng như tôi với chú vậy đó. Ôi là nó hiện hình luôn à? Đã nó hiện hình rồi mà còn gì nữa. Tàn ơi, nó thuộc về quỷ tinh nó hiện hình chú thấy trắng trận luôn. Rồi mấy con tinh nó đã ăn thịt người không chú hai? Nó không ăn đâu. Nhưng mà thời gian đạo dụ cho chú biết là nó có thể nó làm cho mình nhà thương đẻ luôn nữa. Quỷ tinh đó. Nhà thương đẻ là sao chú hai? Nó làm cũng như đạo dụ như mình đau bụng đẻ rồi kia nó cũng làm quá ra một cái nhà thương vậy đó, là cho mình sanh đẻ luôn nữa. Tàn ơi. Tưởng đâu là làm cho người ta mình đẻ được luôn chứ. Rồi thì chú ta thấy tính đi rồi qua rồi bắt đầu mới bơi xuồng dưới sông đó, rồi đó là hai cái ông bạn ông mới bơi dưới sông cũng bằng đêm nè,
Mà thời đó đâu có máy móc đâu, bơi tay không à. Đó bơi cái đó khúc vắng cũng ra bộn. Bắt đầu thấy cái ngôi nhà mà ông cũng quá chào phái rồi. Bắt đầu ra cũng chào đón hỏi mình ha. Hỏi mấy anh ăn cơm chưa? Bắt đầu hai ông nói chưa. Trời ơi thôi lên đây để tôi nấu cơm cho mấy anh ăn. Bắt đầu lên mấy ông lên cũng nhà cửa cũng bộ giạc chứ ngồi đàng hoàng. Hai cha ngồi hoài vậy đó, ngồi chổng làm xèo 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 xong rồi. Nghe xèo xèo hoài mà xong mà nó không có đem gì ra ăn hết trơn. Bắt đầu hai cha mới bò vô dìm thì nó le cái lưỡi một khúc rồi nè. Bắt đầu liếm trong cái chảo á, rồi nó liếm qua cái xèo, liếm vào cái xèo. Hai cha quảng hồn luôn, tụt nhẹ bỏ cái con bơi vô tiểu. Ghê gì chú hai? À. Đã cho nói bây giờ mà như cánh đồng trần mà trống á, mà nhà mà mần rũ mần ruộng mà dãy vậy nè. Đạo dụ như vài tháng mà không vô là có ảnh vô ở rồi. Đó. Đạo dụ như vậy là bắt đầu là mình xa phương rồi mình lên mình ghé mình ngủ nhờ cái nọ lên mới lên là nhắc à. Nhà bỏ quan nó phải vô ở rồi. Chứ nó bởi nhà mà bỏ quan ghê lắm. Nó với cô là nó hiện rồi cũng như là tôi với cô nói chuyện như đó. Đây nè tính là bây giờ cái nhà tường 23 đó mà khi nào mà cô có đi ngoài thì cái nhà tường nó cất tới giờ là nó bỏ luôn. Nó có cái đường cống 23 đi vô mà xe chạy đường mà bển nha, đường bên đây chạy không được. Là cô chạy vô khúc trong hẳn cây số có nhà tường sau đôi bên sông. Là cái nhà tường nó mới một đầu đó. Là có một đứa hả? Rồi đó là ổng xây cái nhà tường lên rồi là không có được ở. Chỉ ở bằng ngày mừng luôn mà dãy là về luôn là bỏ nhà tường là cho nó ở là về núi ở luôn. Rồi bắt đầu sau nó mộ thêm đứa nữa. Rồi mấy ông chăn vịt chăn gà là lỡ nó ngủ rồi là bướng bướng nó khiêng dục ra ngoài luôn á. Nó đủ không ra là khiên dục bị giờ tới hai đứa lúc đầu có một đứa à. Rồi sao mà thêm đứa nữa đó là đủ không đi phải không? Không đi là nó khiên dục ra là thằng này cũng gan lắm nha, dục ra rồi cũng vô nằm nữa nó cũng dục ra nữa, làm giết rồi là phải đi thôi chứ bây giờ là dân mình mà đi xôi thiệt ngang đó là không có nào ít có dám qua đó lắm, nó sợ đó. Ừ nó lộng vậy đó. nó kêu mà nó hiện trắng trận luôn á, thấy không tình. Nhưng mà đặc dụ như cô mà nhẹ mới dưới rồi nó hiện rồi cô thấy lồng lộng luôn vậy đó. Thấy cũng như người thiệt mình đó. Nhưng mà thực tế rồi thì không phải cái người thiệt mình đâu. Là nó thuộc về là quỷ rồi với tinh. Rồi nó mới lộng hành cả đó thôi chứ còn người mình không có. Quá trời chứ. Thời xưa cái thời mà sau khi cái chiến tranh về. Ờ chiến tranh rồi bây giờ mà đặc dụ thời gian này mà cô thấy mà êm lặng mà không có tiếng súng nữa, là bắt đầu là ảnh mới dậy là dữ nữa. Nổi dậy luôn. Ờ, nổi dậy nhát dữ lắm. Còn mà có tiếng súng mà liền liền phát thì ít. Chứ còn mà quan vắng mà hết tiếng súng rồi tôi ở đảo con mấy cái vòng vòng này đó. Dù màn đêm mà phương ám hẳn chặn dạng bước mình vô là kể rồi gặp rồi đó. Đó cái như cái vòng đó là tuyệt đối như cây sung đó là nó thường ở đó. Vòng bên đó là mình kêu vòng cái gì? Vòng cái chôm đó. Mấy cái tay mà nhẹ nhẹ ở dưới là lên là thấy là nó ảnh trên cái sung là tụt lên tụt xuống đó. Ở đây là cũng nhiều cô chú kể cái dòng cái chôm này dữ dằn. Đó, tiếng... dòng đó đó. Ma nhắc. Ờ, dòng đó là nhắc mới dữ dội đó. Là cô tính đi. Là cái năm đó là cái năm nước lớn lắm. Là cái ông già này mới đốn tre ở trên núi gì rồi mới đi ngang cái bún cầu, mấy năm mới chảy dữ lắm. Bắt đầu nó... ổng lôi xong nó đạp nó trôi vô tới cái dòng này nè, tới cái dòng mấy nước nè, là chính tôi nó đi bữa đó về luôn nha, đi cầm câu với thằng nhỏ đó về đó, là nhỏ nó bơi tôi nằm cái xuồng là vừa bơi ngang dòng là dên liền, ổng dên liền, bị trôi tấp vô tới hôm này mới dớt về nè, là tôi nghe rõ ràng luôn dên dên hai ba cái, tôi mới nói lính tôi đó, tôi nói là cái ông đống trẻ chết kỳ đó giờ ổng dên đó. Ừ, chỉ đơn như thôi nhưng mà mình chưa có thấy hiện nguyên hình. Cái đó thuộc về cũng như mới có ma, dạng ma thôi. Chưa thuộc về thành quỷ, thành tinh. Chưa có mà phân cấp mà được trung quý, đại quý đâu. Trung quý, đại quý là kể về tiêu đó. Rồi cái cánh đồng này mà cô nói là cũng như là từ cái cánh quan là cặp cái lộ đó, cặp lộ mình chạy đường mấy chút đi là cô nó thấy. Hai bên lùm bụi lắm mà ngồi đó là có đường, còn đường đất chưa đổ đá luôn, nếu mà mưa xuống rồi là xe không chạy được, mất lại liền. Đó là sau này là mấy kiến thiết bắt đầu từ từ mới đổ đá là bây giờ mới trắng nhựa đó. Chứ rồi lúc trước là đường đất.
hai bên đùm bụi do mui không mà cô gặp định lắm, không dám đi đâu, vắng. Là hai bên là không đâu có những cái nhà nào đâu. Rồi từ đó giờ là nhà cửa mà ở được gì đó, chứ ngồi nó vắng que hả? Rồi dân mình gì ở đông đông rồi mới đỡ bớt rồi đó. Thôi là không ấy đâu, trời ơi, dữ lắm. Trời lắm, mà giờ cái đường kinh mình, đường kinh này đó, là cái khúc cầu cho nó là kiểu cũng lôi hai người đó. Với kiểu mà học sinh ở trên núi xuống búng cầu ở tắm cũng chết là mấy đứa, lôi mấy đứa luôn. Rồi với con sông Nhĩ Tế mình lớn như này nè, dùng học trò xuống 5-6 đứa rồi, đứa này bị cái nấm truyền truyền là 5-6 đứa lúc mất tiêu luôn. Không còn đứa nào hết chứ. Cái mà cái kiểu mà ra nói cho cô nghe, cô phải gan mới được. Nếu mà nó nắm mình nó lôi đó, mà nếu mình trên mặt nước mình càng bường, mình lặn xuống. Lặn xuống mà cái mặt mình với mặt nó làm như dạ nhau, nó kỵ như thế, nó sợ nó buông ra. Ngon vậy? Chứ còn kiểu mà ở trên mình cứ bường hoài, bường không nổi nó đâu. Càng bường là nó càng dị mình lúc luôn. Là cô phải lặn xuống. Thấy không, biết nó nắm rồi, nó nắm vô là ngắt hay nhức nhở là cô hụp, thì cô cầu hụp xuống vậy là nó buông à. Để cô biết sao đợt đó ông chính tôi đâu còn sống đó, rồi cái ông sớm trong Vĩnh Tế mình bự dưới tháng hạn tháng 2, tháng 3 nè, cấp đó sáng rồi chưa có thổi bút còn cạn lắm, lội sâu cái nào sâu nhất là ngực còn cổ, cái ổng còn trong bờ bắt đầu bả mới lội trước, rồi sau bả lội mới giữa sông một cái xong nó hụp bả nó gị bả ngạn lúc bắt đầu trong nào ổng gầm ổng lặn ra cái nó buông bóng tiêu. Đó thành ra là mình biết cái nó là với cái mặt mình mặt nó chạm nhau là kỵ, nó sợ, thành ra nó buông. Chứ còn kiểu mà trên mình không biết mình bường hoài là chết, không sống. Bởi vì mấy ông già bởi mới dạy mấy cái chiêu tôi mới học được vài cũng vài chiêu. Tôi đi đâu chỗ nào tôi cũng phải nói vậy đó, rồi đặng cho học biết, ai chịu thì thử thì mới biết, còn không thử không biết. Nếu kiểu mình sợ là không được. Bằng đêm là nó cái chỗ nào mà cô thấy nó thường lên xuống đó là cái chỗ nó nhớt ha, mà nó đang mung vô chó mực mình đó. Nó bằng con chó mực tiền mình luôn, đang thù lùi đó. Đạo dụ như mình đang đi mà là như soi bằng đêm mà đi xuống đó, mà cô nghe cái trổm là nó đó. Mà nếu mà nó chưa nhảy rồi là mà vợ đàn thấy nó là bằng con chó mực đang thù lùi một khúc vậy đó. Rồi cái chỗ nó đi rồi là cái chỗ nó nhớt vậy đó. Còn mà nó lúc mà nó lôi mình ở dưới là nó vừa nhớt mình vừa lạnh luôn, bởi nó đã chết dưới nước rồi. Nó chụp như mình nó lạnh nhất chứ, lạnh như đồng luôn á. Thành ra là coi như là cái chu vi mà cái vấn đề mà tôi nói cô là sông nào mương nào cũng phải có ma da hết trơn, không ít thì nhiều thôi đó. Bị đa số là ai cũng phải chết, trôi chết thình chết nổi dưới nước, không người lớn này cũng con nít trên khô này là mới thành tinh mới thành quỷ đó, còn dưới là thành ma da, trên này là thành tinh thành quỷ. Ma thì ít mà tinh vĩ thì nhiều. Mấy con đó nó mới phá, mới làm những cái dữ. Nó mới hại mình chết được mấy con đó đó. Cái đợt như cái nhà tường nó ngoài đó. Mới đầu có một con đó là nó linh lắm. Ra cho số rồi dữ lắm á. Mà chú phải gan nha. Vừa là làm hù dữ lắm nha. Là có thể là cái khi xiên nhà mà đu toàn tăng luôn đó đó. Mà chú phải dạng trên số mà được, chứ còn nhát không có xin được đâu. Là đồn tai tiếng với người xã công an nó không cho lợi đâu, nó cấm. Đó trên núi cũng vậy đó. Nhưng mà cô phải gan mới được. Đó như trên núi cũng vậy đó. Mấy chỗ linh rồi đó, là cô đi đó, là người ta đi 4-5 người phải nắm tay nối đuôi nè. Là lúc mà sinh rồi mà đắp nhang mà giái rồi đó, là lúc mà ổng bả dìu rồi là cũng như một cái ngọn cù đi. Làm hù là cây cối gió liệt luôn. Đó nội cái mà nhán nội cái đó không là bỏ chạy rồi, đâu có tới mình xin số. Bây giờ mà trên núi đó là có chỗ luôn, phải nói đó là bằng đêm có khi người ta không dám đi nữa đó, có chỗ. Bị gì đó là chết làm ấm ở chỗ này. Bằng ngày mà đi có thể muốn khiêng người ta đi giấu nữa, mà bằng đêm sao mà dám đi. Bằng ngày mà nó khiêng được luôn hả chú? Trời ơi, tôi nói chú là nó khiêng mình chạy ngờ luôn. Như tôi nói chú bữa đó, nó khiêng là không ai thấy, chỉ có một người nào hợp rồi mới thấy thôi. Chú Hai có lần nào bị khiêng chưa? Chưa đâu, thấy mình trường thực rồi chứ thôi. Như chứ con chưa khiêng, chưa bị khiêng. Như con được biết là ngay nhà chú Hai ở chăn cái chỗ cây me nước. Có nữa đó, hình như là... nhưng mà bị nặng muốn dí không thấy thôi.
Là lúc đó nó xuất hiện là nhiều người ở đó là ở dưới tự nhiên. Còn bà thấy là đi bà nhẹ xuống dưới bà mới thấy đó. Ôi, là bà hay dữ lắm hả chú hai? Ừ. Bà nhẹ xuống dưới bà mới thấy. Vì nghe kể con ma tránh xe gì nữa mà. Thì đó chỗ đó là bà nói đó có cái đầu lâu không bị lúc đó bị miếng nó chặt đó. Ừ. Cũng có một người bị chặt đầu đó nên ra đi giúp cái đầu không à. Là ngay nhà chỗ nhà chú hai ở. Ừ. Thấy chỗ đó. Thì tôi nói chú ơi thằng hè trời đó chạy dọc đây là nó nằm phơi đầy đồng luôn á. Lột như bằng tay luôn á. Chứ là phải ấy đâu. Cũng khủng khiếp lắm chú hai. Ừ. Trời ơi tôi nói chú là thôi. Bây giờ cái đoạn đường mà vắng vắng mà chú đi không phải nói là nhẹ xuống dưới rồi đó. Là nó nhát mình không dám đi luôn á. Bây giờ nó lộng dữ lắm. Đó cũng như cái đoạn đường mà chú tính đi ngồi cái lạc quế nè, cái đoạn đường mình ngồi mà chưa hoàn thành đi. Trời ơi, nó dùng giấc 12 giờ trưa chú thấy đi ngời ngời á, đi trên lộ mình á. Gì ớn. Ờ, bận đồ đi đồng, đồ xuống lá luôn. Ghen người thiệt kìa. Ờ, đi găng người thiệt luôn. Tàn ơi. Đó, cũng như chuyện như chỉ chú thấy đi lộ vậy là chú ngồi chú thấy vậy đó. Chứ không phải người ta đâu. Ừ. Rồi chú không biết là nói người ta. Nhưng mà thực trực tiếp mà chú đi theo thì không gặp. Hình như là cái khúc mà gần cái cầu sắt Vĩnh Thông đó phải không chú hai? Đây nè, bây giờ cái làm cái bộ bia chiến thắng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Là cái đó một nguyên một cái bún cầu đó. Vậy là cái cầu đó ngày trước là có cái cầu ngang sông có hay? Có cái cầu, hay? Lúc trước cái cầu cây. Cầu cây sau này bây giờ kiến thiết rồi, rồi bỏ cầu cây rồi. Là cái cầu lúc đó bắt ngang sông đó không? Ờ, là bây giờ nó mới làm khúc đó liền luôn. Liền luôn, còn vẫn còn cái bún cầu đó. Cái bộ bia chiến thắng nằm đây, cái bún cầu nằm dưới chú thấy không? À vậy là ngày trước là cái cầu ngay chân cái đó luôn. Ngay đó luôn, cầu bằng cây. Bằng cây. Cây nó rất dán dày vậy nè. Rồi người ta mới dịch chuyển cái cầu đó vô à, trong. Rồi sau này nó mới di chuyển, nó để cái đó là cái cũng như công viên đó. À để một cái cái án tích của. À, còn cái cầu tôi nói chú bây giờ là nó đã nó làm lộ liền luôn rồi. À, rồi bên đây bộ bia chiến thắng là bên đây nó làm cái công viên cho người ta lên đó chơi đứng đó. Để tưởng niệm. Rồi phía bên đây chú giờ mình thấy cái bún cầu còn đó. Vậy là ngày trước nó đem ra chỗ cái cầu đó là nó hạ sát con mình nhiều lắm chú hai. Trời phải cái bún cầu đâu phải nói nữa, cắt cỏ mà cái lúc mà nước nước nữa tôi nói chú nó. Chú còn không dám lội ra sâu á. Sao vậy chú hai? Ớn lạnh á. Tại quá nhiều. Bị đầy muốn. Tôi lội tôi lạnh ra lạnh giò. Tôi lội tôi nhón nhón dối dối cặp mé lấy mỏ lên hái tôi kiều 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 vô cắt vậy thôi chứ không dám lội ra xích ngoài nó. Ớn vậy. Chú hai mà ớn à. Bị tôi nói chú là nó phải nói chừng ít chứ khoảng 500-600 cái bún cầu đó. Vừa nhỏ vừa lớn vừa trẻ vậy dạ. Khủng khiếp hả chú? Đã nó để hàng loạt giáp vòng nó ria rồi đó, đó là cái đó nó đẩy luôn. Xác mà 500-600 nằm. Thì đại cái bún cầu đó. Dưới cái hồ cũng phong cái hồ này nữa. Hồ đó mới giữ hả chú hai? Cũng đại hồ luôn. Như lúc đó đó là ma không phong chú? Hả? Ma không ở trong này. Trời ơi nói gì. Mà ông Phong ở giết rồi cũng quen. Vậy hả? Ừ. Nói nhưng mà người khác đó, bây giờ nó nói chi cái nền nhà tôi ở bây giờ ngoài đó là thậm chí mà bà con mà dân cái Đồng Tháp vô đó là ngủ có một đêm một bò chạy nhưng mà ở nhà thì không có gì. Vậy ở ngoài đi vô đi bữa đó là đi vô trong này ở ngủ chơi một đêm đặng đi mua bò gì nuôi là mới có 3 giờ phía lắm ổng thức vậy là đi lại qua rau ám cà phê dọn luôn nó đuổi nó không cho ngủ. Vậy là bà con ở chú hai là nhà chú hai ngủ là bị đuổi luôn. Đuổi không cho ngủ. Tàn ơi. Nhưng mà trong người nhà thì không sao. Con cháu trong nhà. Ờ. Nhưng mà giờ chú là lạ mà chú lại chú ngủ là nửa đêm là đuổi liền. Ý ông xui cho một lần đó là ông xui con nhỏ con gái thứ hai bây giờ đó là nó còn không cho ông ngủ nữa mà. Chi mà khách vẫn lại ngoài. Tôi nói chú bây giờ là nhà con tôi kế bên với nhà tôi đó mà lạ là ngủ còn nửa đêm là thức dậy đi rồi. Đuổi liền rồi chú. Đuổi. Không cho ngủ. Cái đó chắc mướn mấy người đó lại một lần nữa cũng không dám ngủ nhà chú hai đâu. Đó mà bây giờ như trong buồng cũ ngủ cho ngủ nữa. Mà có mình ên mà thằng cháu nội thằng nhỏ nó ngủ rồi nó vô nó thọt lét khóc hoài. Thằng ta đâu có dám bỏ. Đi đâu cũng phải ổng nó ra sao ngủ ở chổng có cha có mẹ đấy chứ không thôi nó vô thọt lét. Lúc nhỏ mới thành ra cũng vậy đó. Nó thọt lét là khóc đó. Nhưng mà cái tốp đó là cái tốp cho choi nhỏ nhỏ không à, chứ không có bự. Cái dạng 10 tuổi, 9 tuổi, 7, 8 tuổi vậy đó. Là nó vô là nó chậm cái thức. Chứ nó không có làm hại cho mình đau ốm hết đó. Chọc chơi vậy đó. Đây nhiều chuyện ly kỳ quá chú hai. Ừ. Chú hai có được biết là ở bên chỗ bà Trúc của mình là những cái thí dụ như chùa Hòa Thượng, chú hai có nghe câu chuyện gì mình nữa không chú hai? Không. Không. Ừ.
chú Hai chỉ hiểu được những cái câu chuyện ở bên đây thôi. Và thấy được tận mắt chứng kiến luôn. Tận chứng kiến luôn. Chứ bên chùa thì mình là phi lai này kia mình không gần. Có chùa Tâm Bủ rồi thì hiện thực tế thì nó lúc mình thấy vậy đó. Chứ còn cái chùa bên đó thì chưa. Chú Hai qua đó có bị nhát không chú Hai? Trên chùa đó hả? Bây giờ cái kiểu bằng đêm mình không có lên, mình không biết. Chứ bằng ngày như tới cuộc dầm lễ rồi kia có lên hoài hả? Nói là cái thời mà lúc mới mà lúc mới mà chiến tranh vừa xong á. Vừa xong đó. Rồi bây giờ gom về đó. Rồi chú tính đi cấp đó mấy ổng chưa có lỏng kiến đó. Rồi còn để trận rồi nè. Rồi nhà mấy con cua nó chung vô trong cái sọ đầu á, rồi bọng lỏng nó chung vô chổng rồi bò tới bò lui cái sọ lắc đó. Trời. Rồi như khách quan rồi dùng ngoài vô tham quan cái sợ. Trời ơi nói cho chắc hiện nhát lên luôn vậy. Nhưng mà thực tế kỹ lại thì con cua chung giống. Chung chổng nó chuyển động rồi cái sọ lúc lắc rồi đó. Chuột rồi đó hả chú Hai? Lúc đó là chưa có lão bông kiến. Chắc nó chuột nó vô nhiều không? Chứ cua nữa. Cua sao chú vậy? Rồi nhưng mà thời gian mà lúc đó mà chưa lộng kiến chú có mưa chú lại nó không nổi đâu. Bị sao chú Hai? Nó hôi. Ồ vậy là cái xuông nó rồi vẫn còn hôi Còn vẫn còn hôi. Nhưng mà trời nắng về nó không hôi. Nhưng mà đã dụ lúc mà không lộng kiến rồi đó, mà có vớt mưa chúng cầm chỉnh rồi là chú lại vô đó ngồi là hôi liền. Bởi thời gian sau tao mới lộng kiến biết bụng cho chú thấy không? Vậy là cái mùi sát của mình là khi khô còn, rồi lâu năm nó vẫn còn hôi nó còn vẫn còn hôi chắc hôi mùi xương quá cái mùi xương nó cái bốc nó ra nó hôi tại vì trong cái sọ đó là như nó phân hủy rất là lâu nó cái mùi đó nó động như nó vậy chứ không thôi tao có lộng kiến làm gì mới lúc đầu vừa để trần chốc nhọn lên như gò mối vậy nè rồi sau này mấy tình trạng hôi gì đó rồi thành ra mấy ổng mới kiến thiết mới lộng kiến mới lộng kính là nhau như là hai chú mới lộng kiến giáp vòng bít bùng đó luôn. Hình như là ngày trước là để bằng cái đóng bằng dán cái gì đó để trong để một chắc nó chỉ bay ra ngoài chất trần vậy nè chất trần như kiểu mình chất dưa hấu đó chất nhọn luôn như bò mối mình cái tiền hơi sắp sờ đầu ghiêng xương sắp sắp, sắp 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 hoài lên như có đầu là nhọn lên như cái bò mối luôn mà cái cảnh hồi đó nhìn mới ớn hay chú Hai lúc mới tôi nói chú là có lộn gì đủ đâu nếu lộn mà đủ bằng hai bằng ba đó đâu cũng đâu có đủ nó hết nổi mấy cái hang mà trên núi là chú tính đi hang 200-300 không chìm cái sông gì nữa hả chú cái số tiền cái sông là không kiếm được đâu như bún cầu như cái hồ mấy cái hồ này thì còn được nè còn kiếm được nè còn dưới sông là thua bún cầu là chỗ cái cho tưởng bi tưởng niệm đó phải đó, không đó bi chiến thắng đó là cái kêu đó là cái bún cầu cái bún cầu á là cái bún cầu giữa ở đây là kêu bún cầu giữa cây gòn đó là đó cái bún là cái hủ tiếu cái đó hủ tiếu hồi xưa vậy đó cầu giữa cây gòn rồi sau này nó mới lập bộ bia chiến thắng là mình mới kêu bộ bia chiến thắng đó để làm mất cái cầu luôn rồi làm liền luôn rồi đó nhưng mà cái bún cầu vẫn còn chú Hai còn thấy là cái cánh đồng này hình như là vào buổi trưa gì đó ít là người bà con của mình mà đi làm hả chú Hai ngồi đó vắng què bị chú tính rồi bắt đầu mìn bẫy dữ lắm cấp đó mà nghe mà nổ một cái là chú ra là có thịt rồi từ hai con ba con cái Toàn ơi cũng cục giò đó chú tính đi là cấp mới về đó là chỉ có dân ba chút là gan nhất là đi nôm nôm một lát thì nghe cái ầm thì đi về còn con giò đứt con giò rồi hả rồi bắt đầu là vô địa đầu mần cá bị cấp đó rồi giải tả về rồi chú tính hả địa bạo đâu đây cá dữ dằn luôn cũng như là chú bỏ cá vô nuôi vậy đó có lúc có chơi á bự lắm không chú Hai dữ lắm không phải đâu bị như nước ngập cá mình nó vô đó nhưng mà đặc dụ như mình nó nằm một cái chu vi như cái hồn không đi mà đặc dụ như có cá nữa đó đặc dụ như mình có làm được mình cũng bán thôi chứ đâu có ăn chắc bị đảm mình hiện thực tế mình thấy đang thịt mà cái người mình đó rồi chú tánh đi mấy cái địa vậy đó thì lúc vô á thì chú dọ thì nó không có mìn ha đó là bắt đầu cái ba ông mới cùng vô lượt cho một ông nhảy vô dọ không có rồi tới chừng đi vô mần ba ông đi vô một lượt thì nổi cái ba ông không nhiều, ông nào về được lắm chú Hai nhưng mà kể mấy người đi cài gì cũng bị nữa tôi nói chú ngồi mà cái chậu kia đó là nó không có thương tích nhiều bằng cái chậu này mỗi một chút xíu là cục giò cục tay là với là chết không chừng thậm chí mà bò mà trên miên trên thóc mà nó nổ xuống nó nổ rồi là bỏ luôn không dám vô lấy ăn nữa chú thấy nó nổ nó nằm trong bãi mìn không sao dám vô sợ vô nữa hay chú vô thì nữa vô dính nữa tôi nói ngồi đó là nói chú là tôi là một tay là gỡ mìn đó là nội có ba cái mìn này mà gỡ gì mà đánh cá ăn nó gỡ giết hết luôn á nguyên cánh này nè là mỗi buổi sáng ra là 7-8 thằng căng là ngang là gỡ cái kiếm vài chục cái về để dành đánh cá ăn vậy dục xong thì chú dục một trái một là ăn một ngày không hết có lóc có bông có leo con nấy cùm tay cổ giò còn trà vinh cái này đâu có bắt trà vinh cái ngựa bằng tay bỏ hết trơn đâu quá
Chú bắt cá bị lớn chú hai? Bắt cá lóc với cá chê với cá leo không? Là cá mày dinh xương quá hay sao? Ba con cá là bỏ hết trơn. Bị dứt có đó. Tôi nói chú là cái con sông kinh tế mà dắt sáng chú dồn nha. Cá không có lóc không có bự nha. Cỡ phẳng cùm tay nửa cùm tay là nó vô cơ mà. Sạch mé luôn. Cấp thời gian mà mình loạn ly đi rồi giải tảo mình gì đó. Chú cầm cái súng chú bắn từ đây là cái hàng dừa nó không là một sâu rồi. Lan ra khỏi cái giác sáng lạnh là biến mò đó. Là bắn ở đây là nó chừng khoảng 100 mét là kể như một sâu á. Lúc đó chú hai còn giữ được còn giữ súng hả chú hai? Còn. Cấp đó còn chưa có nghỉ. Đi lúc nghỉ luôn cũng 7-8 năm. 7-8 năm sau mới 7-8 năm mới nghỉ. Trả súng nữa. Trả nghỉ. Thành ra bây giờ cũng nằm thì cũng được thương binh. Chú cũng được hưởng thời giờ thương binh ha. Cũng được thương binh. Đi thời gian đó cũng bị thương tích chút đỉnh. À, con thấy ở đây mình là nổi tiếng là ba cái dòng chú, một là dòng dòng tướng và dòng cây chơm. Đó. Và một cái dòng bên kia là dòng gì nữa chú, hai chú dòng ở trong á. Dòng trong á dòng gắt. Dòng gì không hay? Dòng ông gắt. Bị cái tên nhưng mà nào giờ ta thường gọi vậy đó. Dòng ông gắt. Dòng ông gắt. Là tổng cộng 3 gò hay 4 cái gò chú hai. Như dòng là dòng cây chơm. Đó là dòng trong đó là chú nói là dòng ông gắt. Chứ dòng ông tướng. Còn dòng bên sông bển á, dòng cây dông và dòng ông địa. Bị dòng cây dông rồi đó, nó cái dòng nó có một cây dông. Dòng nem hay chưa? Bự lắm không to không chú? To bự lắm. Cái loại đó thì chú dễ trọng, nó có gai gai dông mình á. Chú chặt nhánh gì ghim xuống là nó sống. Rồi sau này ta cai phá chân Dũng cũng vẫn còn dòng cái dông. Lạ một điều, tự nhiên cái gò mà có cái cây to vậy hả chú? Tao mới đặt có tên hết, bắt đầu là dòng ông địa là kế nữa ra ngoài nữa cái dòng tiệm đề. Dòng tiệm đề là nó nằm đầu kinh danh giới. Tiệm đề. Dòng tiệm đề. Tiệm đề. Là tiệm bánh số hay gì chú hai? Thì nó cũng dòng nó cũng mã không đó. Mấy cái dòng là dồi ga nữa, cái dòng ngoài nữa, cái dòng cây bún. Bị ngồi đó cái dòng nó cũng có cây bún đó, người ta mới đặt chết danh là dòng cây bún luôn. Cũng có mã màu luôn. Mà sao tự nhiên cái gò to vậy mà có cái cây bự vậy hay chú hai? Người ta đặt có tên hết trơn, danh tiếng từ người ông già xưa tới giờ. Mà chú hai có biết được ngày trước là cái gò đất, cũng như thí dụ gò mình đang ở đây là dòng tướng nào là có cái gò đất cao hồi đó là cái gì ở đó hả chú hai cũng biết không? Là coi như là cái dạng này là từ ngày xưa giờ là nổi lên vậy đó. Vậy hả? Mà có những cái cây cổ thụ khổng lồ chú hai? Có cây cổ thụ nó mọc thẳng vậy luôn. Như mấy cái cây bự đó là có người ta ở cho có. Là chú tính đi, ngồi đợi cái ông thầy Miên mới chữa bệnh cho con nhỏ ở dưới đó, tôi đi coi đó. Mình thì mình có thấy ma con mẹ đâu, mà chú tính thì ổng, ông thầy Miên, ổng từ dưới lộ như này nè. Mà ông dòm chỗ lên tới cái dòng cây dông mà tôi nói với chú đó. Là ổng dòm nó kìa, giờ này nè, nó lên trên đầu mã nó ngồi lóc ngóc nha. Ở dưới chú hai? Thì y gan như mình kiểu mà dưới dắt chiều lại trò chuyện, uống nước trà, lại kia nói vậy đó. Đó, ông mới đứng trên cái lộ mấy thông dĩnh tế mình đó. Ông mới dòm trên rồi chưa có trạng dạng không. Ông nói kìa mới giờ này mà có lên trên đầu mã ngồi lóc nhóc chảnh hết chân. Là cái dòng cái dông đó. Ông thầy ông mới thấy chỗ ông ta chảnh thì chứ mình đâu có thấy. Được, dòng ông tướng này sao chú hai? Dòng ông tướng dòng phong ở nè hả? Dạ. Dòng này thì tự ngày nào bây giờ thì thấy vẫn êm vậy nữa. Chứ nghe cũng kể là, thấy có gì vậy? Nghe kể là dữ lắm nha mà. Rồi nó dậy đâu dậy không biết, nhưng mà từ Phong ở tới giờ thì nó cũng không có nhát nhiều. Vậy là từ lúc mà chú nó ở trong đó, chú Phong ở trong đó là ít lại hả? Chừng trước đó chắc dữ hả chú hai? Như cái kiểu mà vắng vẻ mà chú không ở thì nó mới dậy. Còn mà mình có ở rồi nó cũng bớt. Hiện tại giờ trong gò cái chơm nó cũng thấy mồ là dữ lắm nha. Còn như mà đợi ông Phong ở đây gì mà như mà có người khác mà như bà con dòng họ thân nhân mà vô ngủ là cả như không được. Vậy luôn hả? Phải đuổi rồi, y gan như cái nhà tôi nói chút nữa. Sao đất ở đây ngộ hay chú hai? Nó đâu có trò. Lạ lại là đuổi. Đuổi trắng trận luôn á. Đuổi rồi chú đi không kịp luôn chứ không phải giỡn. Ớn quá. Giờ mình ngồi đây gì có sao không chú hai? Có sao? Cánh đồng này chú nghe chú hai kể giống như là... cánh đồng mà đạo dụ như chú nhẹ bố dưới chú mới sợ là chú... Tôi nói chú sợ ma là càng gặp ma. Mà đạo dụ bằng đêm mà khúc vắng mà chú đi, chú càng sợ nào mà chú đi nghe phịch phịch cho lưng người đấy, phải không? Có không? Dạ. Nghe phịch phịch, nhưng mà tự mình quá sợ, mình hốt quản thôi chứ không có gì. Nó mình quá sợ, nó thành ra nó vậy thôi chứ ở sao mình nói bịch bịch, nó ở sao không có gì, tự mình sợ quá chứ nó vậy đó. Còn mà chú trầm tĩnh rồi là đi tới đâu, cũng không có sợ.
lợi quá rồi gây ra nó hốt hoảng vậy đó. Chứ còn mình trầm tĩnh rồi, như tôi vậy là đó, tôi đi bằng đêm, tôi đi cỡ nào luôn tôi cũng không ngán. Hình như trong cái gò cái chôm là cái con thấy là mộ rất là nhiều chú hai, và nhiều cái câu chuyện là bà con của mình đi xẹt cái gì vào đêm ban ngày gì đó, trồng như trồng lúa trồng rẫy trên đồng nè, rồi là chắc chưa làm á, gặp người ta bên đó người ta mắc vô luôn. Rồi đó thì tôi nói chú là nó giả ra cũng như là một cái người ở xóm đó, thì chú thấy đứng mắt gì nhưng mà nó đứng mắt nó, nhưng mà giờ chú trực chú dòm thấy là cái người này chắc ở gần xóm nhà mình à, nó phải giả ra vậy đó, chứ đâu phải nó giả ra một cái con ma hay con quỷ gì mà nó hiện đứng lên cho chú thấy vậy đâu, nó phải giả ra một người thật quen ở xóm chú, thường ngày chú chơi thân với ai rồi nó giả y ra người đó vậy. Là chú mới thấy hình tượng rồi nói không có nói là con ma con quỷ. Bởi vì người ta mời bánh ăn mà không đắt bởi vậy, mời bánh ăn á là nó bưng bánh hơn là trái cây chú, là nó bưng lên chú thấy rõ ràng, nhưng mà không phải nó để cho mình tự ăn đâu, nó vừa nói phải vừa đút là nó đút đất cho mình không, bởi ai cũng phải ăn thôi chứ không ăn không được, bị đã nó ép ăn mà kiểu bạn thân mời mà hay chứ mà lạ lạ mà chú đem lại đưa tôi dễ tôi ăn tội. Nó cũng như tôi chú quen biết nhau vậy là bắt đầu là nó giả gây ra cho chú đó. Cái chú đó nói trời ơi chú hai hôm nay tôi đi tôi đốc gì gặp quá trời trái cây ngon rồi, thì nó bưng là một chú thấy một dĩa trái cây cũng tương đối vậy đó, thì nó nói nó có để mình ăn đâu, nó vừa nói thì nó vừa dứt đút nhậu mình đút lia chia đó. Bởi vì bữa trước con mời chú hai sợ chú hai đó dám ăn đúng không? Đút biết rồi bắt đầu thành đúng rồi thành mà ông đất luôn đó. Trời ơi, tôi nói cái đoạn đường này ngồi đó mà tôi đi chốt trong kinh mới chú thấy là bộ đội mà nó sợ mà nó rút hết trơn đó, mà ở lộc quế này là cái chốt du kích xã lộc quế này mà không đi bộ đội chốt sát bên nó còn sợ nó rút gì hết. Rồi chú tính cỡ đó cỡ nào, bởi vì sau này người ta dân nó đặt mấy xe chạy trong đó mấy, bởi sau này mà xe 30 kia vô cái vùng làng ba chút kia nó bánh trái rồi kia ăn đâu có hết, còn mấy thằng đó nó cho đói đâu cho ăn. Chạy mà cái sư 30 hình đó như lúc đó là quánh địch đánh lùi đánh nó, bởi vì bà con mình nhớ hơn sư C30 ha. Quánh chạy tả xuống rồi tôi nói chú là 7-8 ngày nó mới giải tỏa được đó, chứ mà bà chậm chút nữa mà nó ẩn cư trên núi rồi tôi cho chú khó quánh hả? Khó quánh. Cái mà ở trên này đó là chú bắn lên đó bắn không tới, tạo dụ như cái lần chú thấy bắn được nhưng mà chú bắn không tới nó, nhưng mà ở trển nó bắn xuống tới chú. Bởi vì pháo mà để đem lên đó nữa quánh à, đâu nổi bị quánh. Cái lần đạn nó kỳ vậy đó, chú bắn lên bắn không tới nhưng mà nó bắn ngược xuống chú là tới. Vậy đó, cái tầm độ nó vậy đó. Bởi vì pháo mà được trên đó là nó đưa qua là mệt mỏi. Tôi nói chú mà nó ẩn cư lên trên núi rồi, tôi bảo đảm chú nó ở trển không phải nói chứ. Một sư đoàn thôi, ở dưới này 10 sư đoàn lên cũng không chịu nổi. Thì cũng đi ra chú coi trong phim thấy không, có chỗ dựa sẵn nó núp sẵn rồi, bao nhiêu mà đồng trống rồi nó ghia có còn mạng nào mà sống nổi. Chứ đây nhìn vô núi là xa lắm chứ phải gần rồi chú ha. Xa lắm mà chú tính thì tôi chốt cái trong cái đầu con chảng mà năm đó tôi nói chú đó là cái đường kinh ngôn vậy mình đi vô đó là tôi chốt nửa đoạn trong đồng trong đó nữa, mà bằng đêm là ngoài này nó đốt dội rồi đó, nó sáng như gan đều điện vậy đó. Ồ, vậy luôn hả chú? Nó đốt dội mà chạy ngờ nó tại nó la trên này rồi một cái nó vô tới trung kinh giống còn á, nó chưa càng hay nó càng vô đốt mà giờ cho nó vô hết chân luôn. Tôi nói ngồi đó là nguyên cái khu này là trừ ra là có tới lương phi nó chưa tới nhưng chú mà chui di đối tượng là hết chân luôn chú. Trời, tôi nói với cấp mà tôi ở cầu đồng lớn nè, không bao giờ nó sợ luôn, bị gì ở chở như là cái chỉ thị nó đó là đi là quánh phải cho thắng, còn nếu mà không thắng là chở về cũng phải nó thằng gia giá nào. Tôi nói cô là bắn hàng lọt đó là cái xương thông vô là nó không phải nói tiếng Việt Nam mà xương bông nó chô là xương phong đó đó, thì bắt đầu là hàng lọt này là nó giọt vô là cái độ người đó là cô biết là kiên cố lắm, tường không đó chứ không phải giờ biên phòng nó dọn trống lỏng hết tường, còn ngồi đó là ở ngay cái tiếng cỏ luôn đó, mà cô là để hàng lọt rồi chết rồi thì cái hàng lọt khác thì vô nữa cũng gây găng. Mình coi phim Thả Hoa Đen dạ ghê quá hả chung. Là cái việc nó chô thẳng tới hoài luôn, càng quá xung phong đó là tiếng mình Việt Nam là xung phong, còn nó là chô chô banh lâu đó, chô banh lâu là nó bắn á, bắn gốm tài luôn á chứ không phải nói chuyện đơn giản rồi. Hai là mốt súng quất lên hả trời ơi, tôi mà giờ nó thật chú súng gì mà chú hai có bắn giết được không?
súng gì mà tôi không có thử qua. Mấy thằng đi nằm với tôi đó, dùng xa xa nó gặp xa xa nó đòi bắn, tôi đâu cho bắn. Bây giờ chú cầm cái súng mà nó có, chú đã có chỗ dựa sẵn, nó lợi chừng khoảng 15-20 mét chú bắn chưa, bắn là phải cho lộn. Chứ còn mà chú mà vừa thấy thấp thoáng cái hàng dừa đó, đằng này chú bắn có khi nào mà nó chính xác. Uổng đạn nó bể nữa, nó bể chỗ mình nữa đó. Rồi cái mà cái cầm mà chú bắn này đâu phải mà chú bắn nhiều chú cũng chết, mà chú cầm cái súng rồi mà chú không dám bắn cũng chết. Bởi vì cái thuốc đạn này nè, nó duy trì cái con người mình. Nếu mà chú chưa bắn được đó ha, là chú sợ lắm. Nếu mà chú bắn trong vòng được một băng rồi là chú hăng liền. Bị cái thuốc chất thuốc đạn nó ra đó, nó kích thích con người mình, nó thay thuốc đạn. Thằng nó sung sung liền. Còn mà không bắn được là ôm súng hoài, không dám bắn. Còn mà chú bắn được rồi là muốn bắn hoài luôn. Đó. Nhưng mà bắn rồi là chú phải dời điểm chứ. Còn bắn mà chú ở chỗ này chú bắn hoài là một hồi nó dập súng lớn lên. Tối hoặc khi là mưa dập nó ngay chỗ này. Bị bằng đêm thấy chớp lửa đâu rồi dập nó. Thành ra chú bắn chỗ này ba mớ rồi thì đặc dù chiến hào cua cua công công rồi quẹo thì chú vừa nhảy đẳng thì ở đây nó bắn nó nổ tại ngay chân cái chỗ chú mới đi di chuyển hả. biết tàu đồ bắn liền hả chú? À, dập liền hả? Thì chú vừa đi là nó bắt đầu nó nã ra đây liền đó. Bị vừa nãy nó thấy chớp lửa đây nè. Trời bắn nó đặc dù như nó ở trên thốc chảnh bắn xuống là nó có hàng đầy lô nó trèo lên trên cây thốc lốt chảnh. Trèo lên chảnh nó kêu. Nó kêu nã đâu là phải nã vậy đó. Đặt ông già mình coi là biết rồi chú hả? Chú biết là từ trên thốc mình là 155 nó bắn xuống tới lò gạch vậy đó. Tàn hồi dữ thằng nữa. À, 155 đó. Một cái trái đạn 155 có thể hai người kêu không nổ đâu. Quá trời xa hả chú hả? Bởi vì nó đã bắn cái loại mà nó thêm liều lại thuốc tống một con nít đốt chơi chú thấy không? Nó thêm cái liều nó mới tống đi xa. Đặt cái vụ như bao nhiêu cây số nó đã bao nhiêu liều đó. Đó như đây xuống tới đó là nó 20 liều, nó để 20 liều vô là nó bắn một trái 155 tính tới dưới luôn. Còn mà cái dạng mà 105 với 120 ly rồi thì tới đây. Từ trên thốc nó chỉnh là nó bắn xuống tới đây. Là 105 với 120 ly đó. Cái thời đó mà chú hai đi sồi ếch sồi nhái bằng đêm nhất gặp hoài hả chú hai? Rồi sồi nhái sồi ếch bằng đêm rồi. Là nói gì sồi nhái sồi ếch bằng đêm gì? Năm đó tôi còn chăn câu nữa nè. Tôi mới kêu ngút tôi mới lên trước gần nhà thấy không có đem cơm. Rồi tôi nói thôi chiều mày có đi soi mà đem cơm lên. Bắt đầu là nhỏ lên tới ngay chân cái vòng mà tôi nói chú cái vòng đó. Nó kêu liền. Nó kêu cũng như cái dạng mà tôi kêu nó hàng con tôi vậy đó. Hồi này nó lạ bị tôi hẹn này đéo rồi. Nó lạ nó nói gì này chắc ma kêu rồi. Chứ không phải ông già mình. Đó thì nó mới chống qua đây nó gặp được tôi nó mới nói tình trạng nãy gì đó. Nó nói vậy là mày gặp nó kêu mày rồi phải nãy mày lên tiếng mày ghé là mày tiêu rồi. Thành ra nó bỏ lãng rồi nó mới chống qua tới tôi nó mới nói. Đó nó kêu thằng này đó. Nó kêu thằng này ghé vô đó đó. Này nó không ghé. Ghé là tiêu mang hay chú. Ừ. Làm mấy cái dòng bên sông nó cũng nhát trời dòng lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Bên sông còn dữ hơn bên đây hả chú hai? Ừ. Mà chú tính đi một cái xã đội nó ở bây giờ chú tính cái dòng cây chôm nó cũng bển cũng có cái dòng cây chôm nữa. Bây giờ nó đóng chốt luôn chú tính là mã mồ không mà nó cho lấy cốt rồi cái số nào lấy rồi không còn sót nữa. Nó ủi bệnh địa nó xây cái chốt nó làm cái nhà tường nó bút cái chốt ở chỗ luôn. Vậy là bên đó mồ nhiều lắm hả chú hai? Ừ. Rồi cái nhà mà kế bên đó là của mấy thằng ấy là nó mướn cái miếng đất của thằng cháu tôi nó mới cất cái nhà nó ở. Bận đêm một hôm rồi ngủ đâu có được nó đuổi hoài nó đâu cho ngủ. Bị giờ mã mồ sang bên đó nó cất cái chòi vậy nè. Đó nó mướn ở chứ không được nó mới tụt lên trên chốt như giới cho nó ở rồi nó bỏ cái nhà này. Tới bây giờ đó còn như thinh cho nó. Là ngay chân cái chỗ con nhỏ mà nó đu toàn tan móng tay móng chân sơn đỏ chát á. Cái gì? Ở đâu chứ hai? Dòng cái chôn mình bển hả? Chôn mình xong. Ờ dòng cái dòng rồi bển đó. Gần bên chỗ đường qua miếu ông chính gì hả? Ờ đó thì cái đường miếu ông chính tôi chạy lên đó là đây đó dài mà tôi nói chú là dòng nhóc đó. Ôi, dòng dùi rồi dòng cái chôn dòng mấy thằng chốt ở bây giờ dòng cái chôn rồi kế nữa dòng cái dòng ra nữa dòng địa ra nữa cái tiệm dòng tiệm đề
ra múc ở ngoài chót lót ở ngoài hết nữa thì dòng cây bún. Là nhiều dòng ở đây nữa. Thì mấy dòng là dòng nào cũng mã không á. Cũng giống như bên mình vậy ha. Giống như gan đây, dòng mã nào nấy giờ mã sạch vậy đó. Ông nghe cái câu chuyện mà bên miếu ông Chính là câu chuyện bên đó hôm miếu ông Chính là linh thiêng lắm hả chú Hai? Ông Chính ngồi đó thì nó ngày ông Linh nó bị ổng bị miên chặt đầu. Ngồi thời đó là tôi nói chú là bị đó là ổng ghét tiếng miền lắm. Bà Chính mắt tôi chứng kiến thấy luôn. Bộ đội trên tóc nó mới xuống nó mới đóng nó đi. Đóng rồi nó mới văng giỏng hai cái cột bự của ông Chính đó. Rồi mới văng đầu này cái giỏng đầu kia cái giỏng nó mới nằm nó bật tiếng miên đi. Đoạn tiếng miên mà chú Chính cái cột đó đó là bây giờ là ổng về núi ổng quy ẩn giang hồ tôi không biết đó. Chứ lúc đó trận mắt tôi thấy đó là cái cây cột nó ngã xuống là gãy giò nó luôn đó. Gãy giò xong rồi bắt đầu mới kêu chiếc xe bò là mới kéo ngược cái diện sóc đó, bị gì đơn vị nó chảnh đó là mới kéo ngược chảnh. Tôi nói Miễu Ông Chính ngồi đó hắn mà dân mình Hưng Miên mà có đi ngang dám ngang đó mình dám bật tiếng miên tôi thua liền, yêu cầu bật tiếng miên là bẻ cổ liền. Tàn ơi ý là bộ đội nằm đó mà nói tiếng miên tôi nói chú cây cột liền mà nó còn gãy đập xuống gãy giò nó đó. Gây với linh giờ linh như lắm bị ngồi đó đó là ổng đánh như miên đó là nó mới chặt cái đầu ổng đứt nhưng mà chưa có đứt lìa. Đó là mấy cái ông già xưa của mình mới nói lại đó là một tay ổng mới là bợ một cái đầu gì là một tay ổng cầm dây cương ngựa là ổng xảy giờ tới đó, đó tại chỗ mà lập miễu thờ ổng bây giờ là tới đó là ổng té lập miễu thờ ổng tới bây giờ luôn. Là bà con mình rất là tin tưởng về ông Chính hả? Ổng rồi ổng linh lắm chú ơi, chịch đâu có được. Nếu mà chú ngồi đó là Chính là cái bà Hoàng rồi đó ở xóm tôi nè là chỉ dắt nhận dạng thôi đó mà lúc nhậu đó là bà chỉ bận bộ đồ trắng đó, quần trắng áo trắng đó, nguyên bộ đồ trắng tát luôn đó. Mà ông còn bắt sao tại sao rồi chú Hai? Không biết tại sao nhưng mà đi ngang đó là ông kỵ ông ghét cái bộ đồ đó sao đó. Con nghe một cái câu chuyện hình như là ở xứ của mình hình như cái ngày mà những cái ngày xưa là không có ai dám xài bò trắng hoặc con gì màu trắng hay chú Hai hoặc là mặc đồ trắng luôn. Bây giờ Chính thức tôi trận mắt tôi thấy đợt đó là bà đi ngang Miễu Ông Chính bà bận nguyên bộ đồ trắng là bắt bắt giặt liền ha. Giờ bên đó con thấy con ngựa thờ màu trắng nữa chú Hai. Bây giờ mới kiến thiết mới làm miễu lại mới sang trọng vậy chứ ngồi đó miễu còn nghèo lắm. Như có ngựa ông ngựa đó cũng linh lắm hả chú Hai? Rồi ngựa đó ngồi đó ông cởi ngựa đó thì mới thấy con người thờ đúc ngựa lên thờ ông đó. Ông ngựa ngoài trước đó ha. Bữa ngày trước ông quánh bên bếp là ông đi bằng ngựa đó mà chú Tính ông người vị thần vị thánh mà đứt đầu rồi mà chú Tính từ trển mà về tới đó mới ngã ngang đó ha. Vậy một tay cầm như cương ngựa là một tay bở cái đầu cũng về tới đó. Vậy bà con mình mới lập miếu thờ hay chứ? Mới thờ không tới giờ đó. Chắc cái sự linh thiêng về ông Chính nên mọi người mới thờ hay sao chú? Bởi vì linh thì ông Chính này nói với kiểu mà linh cũng như kiểu mà ngồi cái miễu bà chiều bà miễu bà ở ngoài núi Sam đấy. Ngồi lúc trước thì quay mặt ba ngàn trước viết rồi làm người ta quá rồi chịu không nổi bởi đầu sau này mới kiến thiết rồi mới giờ mới xin thỉnh bả trở vô xây mặt qua xây mặt bả vô lại đó thỉnh gian giái dữ lắm đó. Chứ ngồi lúc đó thì bả quay là gì thì dân chúng quá trời hao rồi thành ra là mấy thỉnh đem vô lại đó. Bởi vậy miếu ông Chính ở đây cũng vậy ha, một thời là thời đó đó. Sau này chắc giảm nhiều ha chú Hai? Bây giờ thì nó hơi giảm nhiều rồi chứ ngồi lúc ngồi mà 5-7 năm 9-10 năm về trước linh lắm. Chú nói kịch là không được đó, nhất là nói tiếng Khmer là nói tiếng Khmer giá nào phải chết bẻ. Dạ, bởi vì những cái vùng đất tâm linh ở vùng bãi núi của mình nhiều cái chuyện không thể mà lý giải nha chú Hai. Bởi vì nói vùng núi Sam này có bà miễu bà ngoài còn trong này có miễu ông Chính. Chính là một cái vị tướng ngày xưa. Vị tướng, ổng vị tướng, vị thần. Dạ. Vì nhiều cái điều tâm linh mình nhiều khi nói là mê tín cũng không được nha chú Hai. Bởi vì ngồi đó dân chúng ở đây kính trọng ông dữ lắm đâu có dám ấy đâu kính gì đoan. Dạ. Chưa theo chú Hai thấy nhiều chuyện tâm linh nên chú Hai tin hả chú Hai? Tin chứ, bị thấy cái kiểu mà mấy bà gọi xin số nữa. Cô hai đó. Rồi mà tới cô hai mà đốt nhang gian giấy rồi tới cô hai gì đó cái không có được ở xin số bỏ chạy hết trơn làm một cái ngọn gió hù cây cối liệt hết trơn. Chú cô hai là đâu nữa chú Hai? Trên nước tượng mình hả? Nhiều người nói xin là bỏ chạy vô bằng dập mật luôn á. Mấy cô Hai à? Ừ. Sao cô không biết ta?
đường lắm. Chỗ nào chú hai? Ở núi Tượng mình đi, có cái đường đi lên đó, mà cái khu như đó là cho chú tính là thằng Bất Kỳ là nó chuyên môn lên núi là bằng đêm mình đi bắt cá càng ở đó đó, mà nó gặp một trận rồi là không biết cái thứ gì nữa mà về là quy y cửa Phật luôn, là cạo đầu chọc lóc luôn, là tái xuất giang hồ, họ không có dám đi nữa đó. Tu luôn hả chú? Tu luôn đó, là không biết gặp... nó gặp thứ gì dữ luôn, về cạo đầu luôn. Là núi là gặp luôn hả? Ờ, gặp thứ dữ đó là anh về ảnh không có còn đi bắt cá kè nữa, là ảnh cạo đầu chọc lóc luôn. Chắc gặp ông này ông kia quá. Ờ, gặp thứ dữ đó, nhưng mà nó không có dám nói cái kiểu là mình dòm là mình biết rồi. Dữ rồi ha. Ừ, mày đâu dám nói gì bạn đâu, nói tầm bậy bạ đâu được, chết luôn á. À, mấy bả thường thường lần là xin số lên trên con hai đó đó, mà lên là cho mấy người mà như lên 5-6 người mà dạng có người gồm 3-4 người nhát rồi cô cũng chạy luôn. Bị cái lúc bả gì bả chuẩn bị cho số rồi chưa cho nó thì làm một cái cơn gió hù hù cây cối liệt hết chân, bỏ chạy hết chân, có xin được đâu. Là bà cho số trúng nhiều lắm hả chú hai? Ờ, mà nếu mà cho trúng rồi đạo dụng chú không quánh được bao lâu thì tránh biển nó lại nó cũng bao, nó cũng bắt nó không cho mình. Với phần mấy cái chuyện đó thì không có cho hai chú. Ờ, mà con thấy nhiều chỗ sinh số linh lắm chú hai. Ờ, mà cái đó chắc được, có lẽ là mấy cái phần lập linh đó người ta linh thiên đây mới cho lọc rồi tài cho nha. Cho trúng lắm nhưng mà viết rồi nó bể rồi chú không xin được nữa đâu, không lên được nữa. Nó gác nó không cho chú lên, lấy chú lên được. Vì mấy chỗ linh đó là chú làm vài lần rồi nó bể rồi. Chú hai có lần nào đi xin số không? Không, từ đó giờ không có ghiền tới đó. Không chơi hả chú? Không chơi. Có làm ăn này đi ha. Làm mẹ làm mướn cho nó xong đi. Tính là chú hai nhiều ngày lắm chú hai. Ừ. Chú hai chắc ông thương bà hai lắm ha, chú hai cô hai ha. Trời, bà coi tôi nói với chú là bây giờ hằng ngày này bảo như hoàng hậu. Gì? Nấu cơm nấu nước rồi dưng bới tới chỗ luôn. Đúng luôn không? Rồi là chén bát thì bây giờ đàn ông đàn bà là cũng tôi không? Vậy à? Ừ, đàn bà cũng tôi mà đàn ông cũng tôi. Nó lao động ở ngoài đã thì về tới cơm nước giặt vũ quần áo cái nọ là tao bay ra tới chiều. Chắc hồi đó chắc thím hai ba ông thương chú hai lên, giờ chú hai thương rồi hả chú hai? Rồi đó là gặp bà năm 19, tôi năm 19 tuổi đó. Bà giờ bà nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Là hai người lúc đó yêu nhau hay sao chú? Thì đó mới đầu cũng quen cũng tình tứ vậy đó rồi. Dạ rồi. Chú tôi, hai, người thời xưa yêu nhau sao chú? Tôi người đó nội lập quế rồi, chú biết là tôi cũng dữ lắm, 5-6 đứa rồi đó. Mà cuối cùng là sao mà duyên tôi bả gặp ở tới giờ, tôi bả ở tới giờ cũng 40-50 năm rồi đó. Vậy à. Mà hồi đó chú hai quen thím hai trong cái trường hợp sao chú hai? Thì ngồi lúc trước thì bả cũng đi bán cá linh thắng nước nổi vậy nè, bả bán cá linh nè. Cấp là tôi còn vô kích. Còn vô kích xả. Chắc thời đó yêu nhau lãng mạn lắm hả chú? Ờ, yêu lãng mạn lắm. Là lúc đó mình hẹn hò sao chú? Thì hẹn hò thì vô thì ngồi đó cũng có cái nhà máy của cô Bảy bên vợ đó, bả cũng xây dầm dầm đó rồi. Thì có cái đường đất thang xuống cái bồn chấu ở dưới đó, lúc đầu hai đứa xuống dưới tâm sự dưới đó. Giờ giờ nó hẹn sao kìa? Hả? Viết thư hay là hẹn hò? Không đâu, không có, ngồi đó không có viết thư. Rồi sao hẹn được? Hẹn bằng miệng không à? Nháy nháy hay làm sao chứ mày? Ờ, hẹn bằng miệng không là đi rồi chứ ngồi đó cái kiểu không có thơ tự. Mà chú tính là năm nay là tôi 64 rồi, bả 62 rồi, tôi lớn bả 2 tuổi. Là năm tôi 19, bả năm đó là bả 18. Chắc hồi đó là lãng mạn lắm hả chú? 17, bả 17. Rồi, hồi đó mà yêu nhau lãng mạn lắm, hẹn đồ này kia chắc kích lụm hả chú? Ừ, mà chú thấy có ai bền bằng tôi không? Là năm nay là 40 mấy 50 năm rồi chứ ít gì nữa. Rồi, lúc đó ông tỏ tình với cô hai sao chưa chú hai? Ngày đó nó cũng khờ lắm thì cũng nói thẳng vậy đó. Nó nói sao kìa? Anh đừng nghe này. Mà cái vụ mà ngồi nào giờ kêu em không có kêu. Chứ sao? Kêu Quy với tên không à, với cô không à. Quy là sao chợ? Ờ chứ cái kiểu sống bả tới giờ luôn cũng chưa có tiếng nào bằng em. Không dám hay sao? Không phải không dám nhưng mà nó ngại cái miệng mình nó chưa được. Ừ. Ờ. Tôi mà nghe ai mà cái kêu già già mà lớn lớn rồi còn xài em, trời tôi giận ốc luôn á. Kìa. Ừ. Mà con thấy con cái điều đó bình thường. Ờ, xài ngồi nào giờ xài Quy với lúc mà còn quen thì kêu tên. Yeah. Ờ, gọi tên thôi là cô. Cô. Đó. Rồi lúc mà cưới nhau rồi gọi là gì chú? Cưới nhau rồi gọi là vợ rồi chứ không có còn xài, không có xài tiếng em. Kêu vợ không hả? Ờ. Cái Tàn ơi. Đó là lúc mà có con có cái là như đứa nào lớn nhất rồi tôi kêu là mẹ ăn Dung vậy rồi đó. Vậy chứ không dám kêu em luôn. Ừ. Tàn ơi. Giờ không có biết xài tiếng em. Nào bữa nào tập kêu thứ rồi chú hai.
Thì không có được. Kêu em một cái cho gỡ ngóc lên đây chú hai. Trời ơi. Nào giờ không có dùng cái đó nữa. Sao mà chú hai con thấy cái từ đó đơn giản, chú hai có gì đâu phải ngại. Thằng là quy với là kêu thường gọi là tên với thứ không. Chú hai bây giờ ngày mai nè, chú hai tối về chú hai kêu bà hai bằng em thử một cái nha chú hai. Không được, nào giờ không biết tài. Chết cũng không gọi ra chú hai. Không. Sống hôm nay là 60 mấy rồi, chưa có tiếng nào bằng em. Chú rồi hẹn hò vậy rồi ha, khoảng bao lâu mới cưới rồi chú hai? Thì ngồi lúc đó cũng làm sơ lắm chú ơi. Không, ý con nói là mình quen bao lâu mình mới cưới với nhau à? Thì nó quen bả cũng không có lâu đâu, cũng đâu vài tháng vậy đó. Vài tháng mà đầu nó cũng làm sơ tổ chức rồi cũng đưa ra cái tuyên bố sơ vậy đó. Chắc là cặp gà cặp vịt vậy cái xong rồi đó. Như là chưa chú hai có đi làm rể không? Không. Con nghe cái thời của chú hai đi làm rể 3 năm 6 năm gì à? Rồi đó là cái thời Ba Trúc á. Là chú tính đi là dân là quế này với dân ở xa phương cầu thực mà lợi lên Ba Chúc lấy vợ người ta ngán lắm. Ngán bị lại dữ lắm luôn, cái bàn thờ nào cũng bốn lại. Rồi với dứt bộ dứt bái nữa. Rồi bây giờ thời gian này bây giờ là trên cái vùng bảy núi mình là không có xài dứt bộ dứt bái nữa. Ừ. Chỉ lại đơn giản mấy cái bàn thờ mấy cái lưu hương thì cứ cuốc một cái bốn lại là xong. Chứ không có đi dứt bộ dứt bái nữa. Chú hai đang theo cái pháp môn tu gì chú hai, hả? Đạo gì chú hai? Đạo ý nghĩa. Ý nghĩa luôn. Ừ. Vậy là ngày trước ở đây mình cũng lạy lắm hả chú? Ừ. Thì ở đây mà chú thấy nhà nào mà bàn ông thiên mà trên cái dưới cái là hiểu nghĩa không? Ừ, hai cấp đó chú. Hai cái bàn thiên. Đó như nhà tôi không có ở ngoài, ở trong chú thấy ở trên cái dưới cái. Phải hai thiên đâu vậy đó. Là ý nghĩa sao chú hai? Là cái phần đạo hiếu nghĩa là nó phải vừa không, còn mấy cái đạo kia là có một cái bạn thiên à. Dạ. Còn vô hiếu nghĩa là phải hai bạn thiên. Chú hai có hiểu được là hai bạn thiên đó là thờ cái gì, thờ cái vị nào với vị nào không chú? Mình cũng chưa có hiểu được cái nó nằm về cái địa điểm nào luôn. Dạ. Rồi thì thấy người nào giờ hiếu nghĩa là hai cái vậy đó. Còn mấy Phật giáo hòa hảo như mấy cái đạo Phật rồi kia là có một bạn thiên à. Dạ. Chỉ có hiếu nghĩa là xài hai bạn thiên. Đó đây dài mà chú đi Ba Chúc Liên Phi thấy chỗ nào mà hai bạn thiên thì chú thấy là cái đạo hiếu nghĩa không á. Chú hai với ông mà kể cái cuộc tình của ông chắc nghe lãng mạn dữ lắm luôn chú hai. Lãng mạn. Chú hai ngại chú hai không dám kể nhiều. Rồi có sự ngăn cản của gia đình này kia không chú? Không đâu. Không à. Lén lén không hả? Lén lén lúc lúc không à. Nhưng mà ngồi đó thì ông và vợ, bà vợ tôi cấp đó là chê tôi nghèo lắm. Không chịu gả, nhưng mà nhờ cái bà cô Bảy cái nhà máy mà xe lúa đó, bà mới đốc vô rồi ra là mới được, chứ người đó ổng chê tôi nghèo lắm, giờ vợ tôi. Cái phần cái ngày đó nho giáo nhiều hả chú? Ừ. Khó có mình môn đăng hộ đối gì đó nữa. Ừ. Cái kiểu đó người đó chê tôi nghèo rồi kiểu không muốn gả nữa. Rồi lúc đó là chú hai không có làm rể luôn. Không. Chứ thường là ông thấy là ai cũng làm rể chân mà, chú hai. Làm rể hay... rồi bị gì cái mình ở trong cái tổ chức nè. Thành ra là xong là cứ chơi cái kiểu tuyên bố là nhiều. Vậy hả? À. Đúng lý ra là theo phong tục ông bà là phải làm rể 3 năm, 6 năm gì đó mới cưới được vợ. À, phong tục cái đồng hồ ngày xưa. Ừ. Còn bây giờ là nó chế hết trơn rồi chú ơi, không còn nữa đâu. Không, sau này thì con đã hiểu rồi, nhưng mà cái thời của, con muốn biết được cái thời của chú hai. Tại vì chú hai năm nay cũng 60 ngoài tuổi rồi. Ừ. Thời đó thì những cái phong tục tập quán, những cái làng quê của mình còn rất là nhiều cái gọi là cái cổ xưa vẫn còn truyền. Còn như tuổi đời con thì cái gì cũng dễ hết. Bây giờ là cỡ tuổi chú là chế hết trơn rồi. Dạ, không có còn cái kiểu như ngày xưa mà có lưu sĩ nữa đâu. Vậy là đó mặc áo dài khăn đóng luôn hay sao chú Hải? Áo dài thì khăn đóng đó, bưng khai lễ đàng hoàng. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tướng chú Hải đó mà mặc đồ khăn đóng ngon lành hả chú Hải? Ừ. Đó nhìn thấy ông đẹp trai hả chú Hải? Trời ơi, cái hình còn nhà bây giờ nó hơi bèo nhào vách rồi. Bữa nào có sớm tôi chỉ hình để đằng nhà lớn này, bả tắm tôi tắm đó. Trời mà đó chú dọn tôi bô trai lắm. Đẹp trai. Ừ, đẹp lắm. Phong độ hả chú hai? Phong độ lắm chứ đâu phải giờ tàn phế võ công. Thanh niên đó là cơ bắp cuồn cuộn ha. Ừ. Ừ. Da dẻ người thanh niên lắm. Rồi đó có bằng quần ông Bát không chú hai? Rồi đó hả? Rồi đó ông Bát không à? Ông Bát 30-35 không á? 35 luôn hả? Rồi thời đó là còn xài dép chim bô đế 6 phân. 35 là 3 tắc rưỡi. Ừ. 3 tắc rưỡi không chú? Ổng tành bành vậy nè, ngồi cái kiểu mà ngồi mà cái kiểu mà xài quần sô pháp sô phi xăng gió, cái loại xăng gió chìa phá rồi đó. Xăng gió là ừ. Sao chú hai? Xăng gió ngồi đó kêu bằng cái hàng đó, hàng ngồi đó là mình bận hàng đó nhiều đó.
thân gót, kêu thân gót, thân gai, rồi thằng hiệu chìa phá nó có để hiệu chìa phá trong đó. À. Ờ, ngồi đó mai thằng đó là chơi ống khổng lồ không đó, 30-35 không đó. Còn 35 là bằng cái mình hả chú hai? Ừ. Không, còn lớn chơi ống bát không à, chứ không phải giờ mà thải ống trúng không đâu. Rồi, rồi áo mặn sao chú hai? Áo mà cũng... sơ mi à? Dì mi, dài tay, nhưng mà nào tôi không có bận cục tay, chơi dài tay không à. Vậy hả? Ừ. Rồi, mang rồi đó thì giặt, chơi giặt bầu nhiều lắm. Rồi bầu đó à? Mai cũng giặt bầu. Ừ. Vậy rồi con nhớ là nói đội nón viên hay đội nón kết gì mà là ngầu là thời đó chú hai? Rồi đó là tôi ít có đội nón đó, đội nón tao bèo không? Như là lúc trước đội cái nón kết kêu nón gì chú hai, nón đó rồi nón gì? Ừ, rồi đó thì... cái nón kết đó thì ít có dùng lắm. Nón kết là hiệu gì chú hai con nhớ không? Không. Còn nhớ là có những cái chú là xài cái nón viên là như giải phóng xong mới xài cái thời gian đó phải không chú? Ừ. À. Còn nón kết thời trước nó ít gì cái đó là cái nó cái mẫu là cũng ngộ lắm nha. Cũng ngộ lắm mà tôi không nhớ. Cái lúc mà thời đời tôi rồi thì tôi xài cho tới gặp bà này là chơi toàn nón tao bèo không. Giờ giờ mấy cái quần mà ống bát ống gì đó giờ chú hai còn chú hai? Hết rồi, đi hết trơn rồi. Bỏ hết hả? Hết trơn rồi, đứt đời hết trơn rồi. Có là cần có còn cắt giữ lại không á? Không luôn. Rồi, ngồi phải còn cắt giữ cho luôn. Con coi cái mẫu quần đó ha chú hai. Trời ơi, cái 30-35 chú thấy cái bát nó hỏng rồi. Là mất tiêu bằng chân mình luôn à, rồi. Mất luôn thì chú chơi dép thumbo mà cái lại ngoài đó mà đế 6 phân nữa. Cao lên hả? Ờ, là mang đôi dép là cái ống quần là phủ mất cái đôi dép thumbo luôn. Tại giống như kiểu chân voi hả chú? Ừ. Ôi, thời gian đó thanh niên nhìn chắc còn đông mày vậy. Thời đó bây giờ đặc dụ như cái lúc mà thời địa điểm đó mà lúc mà vượt biên rồi đó là chú đừng có khinh thường chứ dép thumbo nha. Dép thumbo là vàng không chống đó. Bởi sao mà ai lượm được một chiếc chép thêm bô vậy là mỗi một chiếc là từ 2-3 cây vàng á. Gì vàng miếng không. Cũng mấy vượt biên rồi nó bị vượt rồi nó dục đó. Nhiều khi chú thấy đâu dép. Chứ dép ngồi xưa mà dép thêm bô đơn giản chú thấy trời lúc lắc chú thấy đô này làm vớt không. Nhưng mà mấy người ta biết người ta vớt lên người ta xé ra là vàng miếng trong không á. Cái tàn ơi. Ừ. Là cái đế như đế dày đó phải không? Ừ, nó để vàng miếng trong. Ủa, xăm bô hả ta? Dép thêm bô đó đế 6 phần chú biết không? Dày cũng cao. Vậy là giống như doctor vậy hả? Ừ. Giống như dép doctor sau này. Tao kêu dép sambo đó. Sambo. Rồi đó là dép đó. Hình như dép đó hình như cá lóc mà chọi cái là chết queo luôn hả chú? Lâu dữ. Đâu dép là chú mày... thấy là mang vô là nó kịch cộm liền. Mấy ký chú mày? Đâu dép đó nó ngay chú thấy nó ghê gồm chứ nó không có nặng. Không nặng hả? Ừ. Bị cái loại nó làm có lớp da trên còn nhiều nữa kiểu làm bằng mốt xốp không? Mốt xốp đen á. Xốp đen hả? Ừ. Rồi nó định vô cho mày 2-3 lớp vậy đó. Nó mấy cái gót nó mới được cao. Dạ. Rồi sau này mà người ta biết ra rồi ba chiếc dép nó vớt hết đâu còn đâu. Bây giờ thời đó chú biết là vượt biên nó khó khăn lắm rồi. Có thể nó mổ thịt đùi nó nhát vàng trong nó mà. Cái thằng ơi. Ừ. Rồi có người nuốt trong bụng nữa. Là thời vượt biên. Là nuốt trong bụng đó. Là mỗi một lần đó, chú đi cầu không biết nó ra nhà nào là mỗi một lần chú đi cầu chú phải kiểm tra bể cứt. Nó kiểm tra xong rồi nếu mà nó có ra là chú giữa rồi xong rồi cũng dẫn nuốt rồi đấy. Ừ. Nuốt cho tới chừng nào mà mình về tới mình đất Việt thôi là... rồi đó nó khám xét dữ lắm chú đâu có đi lọt thậm chí mà thịt đùi nó mà còn dám mổ ra mà nó nhét vàng cho nó mai lại trời gì dữ vậy. Ừ. Mà giấu chứ... vàng được cái đó chứ. Ừ, chứ không có cách nào chú đem về được nó xét chú từ cái quần xì lỏng quần xì luôn như đàn bà là nó xét thôi đàn bà còn đàn ông nó xét thôi khoảng đàn ông từng cái áo ngực cái gì không không có coi lỗi lông quần nó cũng bớt luôn đó. Rồi chú giấu đâu trừ ra chỉ vô dép thumbo đó là ví vô cái hai cái bên thịt đùi nè vậy sao số chú hai phát hiện được là người ta bỏ vàng vào dép chú hai nó cũng có một cái hai cái nó bị sơ hở rồi bắt được đó thành ra nó mới lòi ra bởi mới bể đó. Sau này nó mới bể nó mới không còn mổ thịt với nhát vô dép thumbo nữa kiểu đó mình mới biết được ha. Ừ. Mấy sau phát hiện được ha chú hai. Ừ, rồi chú tính đi với một cái ghe hai đáy một lần cái bà này bỏ đi cũng dữ lắm lâu lâu luôn mà là cả chánh viện công an bắt bà không được đó à, vậy mà bà biết bà mà chú tính là sao không cái cây sào bà trống á cây sào bà trống bà thụt mắt hết trơn dạ. Bà nhét bạch phiến rồi này kia mọi trong cây sào đó tiền ơi. Ừ. Quen bắt được ha không tới chừng bà giải nghệ rồi đó bả mới chỉ mấy công an bả nói mấy mày ngu cái cây sào nó chống ghe nè
chứ ghe hai đáy mới mày môi mới mày lấy từ mới lá be luôn cũng chưa thấy, chưa có. Nhưng mà cây sào chống ghe chú tính cây sào tới 5-6 thước là từ chân tới ngọn luôn là bỏ thụt mất hết trơn rồi, là bỏ nhét ở trong, bỏ nhét trong chỗ mũi ghe đó. Bởi vì những cái chuyện xưa còn những cái chuyện mà mình cái tuổi như cái con không có biết được, chắc là hôm nào nhà chú Hai kể thêm nhiều cái câu chuyện mà chú Hai đã biết được, những cái chuyện mà sự hôm nay con mới nghe được lần đầu á chú Hai. Cái đó là hình như là con chưa được nghe kể bao giờ, về những cái chuyện mà chú Hai vừa kể cho con nghe, những cái chuyện mà nó rất là đơn giản nhưng mà mình chú hiểu được. Thì hôm nay cũng rất là trễ rồi, thì con cũng cảm ơn chú Hai rất là nhiều. Chú Hai nhiều sức khỏe, và hôm nào nữa có thời gian thì chú Hai kể cho con nhiều mẫu chuyện đó nha chú. Rồi.